tin động trời ở ngay khu vực em đang ở. Tin gì? Đó, có một anh chàng sinh viên nọ, không biết làm gì sơ sẩy thôi, làm cho bạn gái người ta có bầu. Tưởng gì, chuyện nó có gì đâu quan trọng. Đúng rồi, bình thường như cái bình trong thời đại này thôi. Ai chẳng biết là như vậy, nhưng cái chỗ bất bình thường là cái chỗ khi mà bạn gái anh ta nhắn á, là anh em có bầu, thì anh ta lại nhắn trả lời là đợi xíu đi, anh mua tôm khô về rồi nấu. Đó, vậy mới chết. Nhắc tới bầu, tự nhiên tôi nghĩ tới cái chuyện ăn uống đó. Gì kỳ vậy? Anh mà là lãng nha, tôi đang nói có bầu là có thai á, tiện là có chuyện đâu ăn uống mà bầu quỳ canh bầu gì ở đây. Tôi biết rồi. Ý tôi nói là bây giờ chưa có một cái thời đại nào, nghe không? Chưa có một cái thời đại nào mà cái con đường từ dạ dày mà nó tới nghĩa địa nó quá ngắn. Quá ngắn luôn. Ôi nè, đang ngồi ăn nhậu mà anh nói nghe thì nó ớn người. Anh sao lúc nào cũng đòi quá. Bây giờ qua cái đầu bí cái gì trồng ba cái đồ tầm bậy quá chất không ăn chết bây giờ. Thôi, em nói thiệt với anh nha, anh lúc nào cũng vậy chân á, có voi rồi tiên, có bia hơi rồi uống là bia lon, có bia lon rồi đổ rồi uống bia xịn hơn nữa. Ai mà chịu nổi, giờ có gì cứ ăn cái đó thôi. Nè, mấy cái rau này nè, đảm bảo luôn, rách nát vậy nè, đảm bảo rau sạch. Sao biết sao rau sạch? Sao không biết, giờ nó có sâu nè, không phải là cái đồ xịt như là trừ thuốc này vô đó, thì là rau sạch gì nữa. Ông ơi, ông bởi vậy, ông mới là cả tinh, ông cái đầu óc ngây thơ. Nè, tôi cho chú biết nha. Biết chuyện gì? Cái rau mà lủng lỗ vậy chú tưởng là sâu ăn hả? Không có đâu. Nó lấy chỗ trà, nó quét lên đó cho nó lủng. Thấy không? Để người ta cứ tưởng đây là rau sạch, con sâu nó ăn. Nhưng thực ra nó là phù phép hết. Thôi. Tôi nói cho các cậu biết. Rồi. Là bây giờ vì cái đồng tiền nó bất nhân bất nghĩa lắm, nó không từ một ai. Ai chết thì chết, nó miễn là nó có tiền là được rồi. Thôi. Còn non lắm, chú còn non lắm. Trời. Đang hoặc nhậu cái nói chứ chết nghe ớn quá. Thôi đừng có nói nữa nha. Thầy bỏ nói em là sống là tới 90 tuổi. 90 tuổi hả? Bói mò, bói tầm bậy. Thời đại này mà ai mà sống được 90 tuổi. Đúng rồi. Nè đem nè, chặt hai cái bàn tay tôi đi. Làm sao sống nổi 90 tuổi? Ăn ba cái quá chất không à? Bị nó muốn sống được 90 tuổi là gì? Lên trên núi, nghe không? Trồng rau sạch, tự trồng tự ăn, hưởng không khí trong lành ở trên núi đó, nghe không? Cái gì nó cũng sạch sẽ trong lành đó. Rồi tối ngày cứ lo luyện công, tập luyện công là sức khỏe nó có cho nên mới sống được 90. Chứ sống ở dưới này được 90 là tôi quý liền. Nhưng mà thôi đừng có căng nữa. Em thấy ăn bây giờ thời đại này cũng chết, mà không ăn cũng chết. Thôi giờ mình cứ ăn đi. Đúng. Đổi thành con ma nó. Nói như này đúng nè. Bây giờ nó thí dụ giả dụ nó nghe. Bây giờ anh ăn nha, anh cũng chết. Đúng không? Mà lỡ anh no anh xuống chết, lỡ gặp Dương Dương hỏi câu nó đỡ nhục. Sao mày chết vậy? Vậy thì con ăn trúng ngộ độc thực phẩm con chết. Bây giờ sao cũng được ngon. Còn giờ ông hỏi là ủa sao mà mày chết vậy? Dạ con nhịn đói chết. Cái ông hỏi là ủa vậy mày chết đói hả? Chết đói hả? Không nghe giống như chửi mình vậy. Đúng rồi. Nói đừng có nói nữa. Vậy không lẽ giờ mình sống mình không ăn? Thì đó. Thì đó. Mình ăn nhậu thì mình sống mình không ăn. Bây giờ có cách hết. Nghe không? Cái gì? Giờ nè, về trên cái lầu thượng của tôi đó. Tôi lấy đất vô, tôi làm đất cho nó sạch sẽ. Mình trồng rau sạch ở trên đó. Rồi trồng xong á, mỗi lần mình ăn nhậu mình đem ra đây, mình ngồi mình ăn nhậu. Được, quá ngon. Khỏe không? Trời hoài. Giỡn gì? Thời gian đâu mà trồng trọt mấy cái đó. Đó. Chăm sóc này nọ nữa. Với lại người ta mở quán để cho anh đem đồ của anh vô đây ăn à? Không sao, thì mình nói mình vô mình ăn rồi mình trả tiền. Mình trả tiền cái khấu trừ, cái khấu hao gì của quán người ta ăn thua gì không sao đâu. Sao không có? Mình không có thời gian. Nhưng bây giờ nè, thấy không? Mấy bà vợ, mấy bà mẹ vợ đó ở không làm gì, thời gian rảnh rỗi chăm sóc giùm cho mình, thấy không? Đúng không? Nghe cũng cũng được hợp lý á. Chỉ chịu khó thời gian đầu thôi, hiểu không? Sau đó rồi đâu nó vô đó rồi mình cứ ngồi đây nhậu thoải mái, cứ rau sạch ra đây rồi nhậu, hiểu không? Được không? Cái này được nha. Duyệt nha. Duyệt phải không? 2, 3 duyệt.